Xin chào tất cả mọi người. Đây là trung tâm bóng đá Hoài Ân. Hôm nay là ngày mà vòng chung kết bóng đá Nhi Đồng toàn quốc tạm nghỉ một ngày sau vòng bảng kết thúc. Thì kết thúc vòng bảng thì giải cũng đã xác định được 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết diễn ra vào ngày mai. Như thế thì trên sân lúc này thì chúng ta đang thấy các em nhỏ của đội BVF đang tập luyện để chuẩn bị cho vòng tứ kết diễn ra vào ngày mai. Chúng ta có thể thấy các em nhỏ của trung tâm BVF rất nhanh và xử lý bóng rất chuyên nghiệp. Đây là chuyên gia người Pháp phụ trách về đề cương huấn luyện của đội U11 và U13. Rất tốt. Rất đông người hâm mộ đã đến trung tâm bóng đá Hoài Ân để theo dõi các em nhỏ của trung tâm BVF tập luyện. Có thể thấy thể hình của các em của trung tâm BVF rất tốt. Các em đang là lứa tuổi 10, 11 tuổi nhưng các em đã cao gần 1m6. Như em Hoàng Hải. Các bạn nhỏ của chúng ta đang thư giãn và chuẩn bị đổi bài tập.